Người mưa đừng rơi để nụ cười ngát sâu bao môi, cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi, ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn. Cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đôi cùng anh. Những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đừng nhìn xa mãi, khi đã muốn lìa xa thì anh chưa. Người mưa đừng rơi để nụ cười ngát sâu bao môi, cứ đong đếm nỗi buồn. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của góc Tân Bình, quận 12. Xin chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị khách hàng một siêu phẩm nhà đẹp, một trong những căn nhà phố đồng bộ nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, ngay cổng Mercedes-Benz, khu vực phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, được thiết kế là một lửng và ba lầu. Nhà mình có hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà chúng ta, một căn nhà hẻm xe hơi nha mọi người. Hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, ngay đối diện cổng Mercedes-Benz nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền căn nhà này. Đây là một khu đồng bộ nha mọi người, và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan con đường trước nhà. Con đường trước nhà ở căn nhà này thì nó nằm khoảng chừng 5-6 mét nha mọi người. Đường xe hơi vào tận nhà, chỉ có một mặt nhà thôi. Đó, chỉ có một mặt nhà thôi nha mọi người. Hẻm một xẹt đường xe hơi, cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung của chúng ta khoảng chừng 100 mét thôi. Rất là thuận tiện cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh buôn bán làm showroom spa. Và giá bán gia chủ đang chào ra cho căn nhà này là 7 tỷ 550 triệu đồng nha quý vị. Giá bán rất hợp lý. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Thì bên ngoài chúng ta sẽ có lớp cổng sắt rất kiên cố và chắc chắn. Bên trong là khoảng sân 2 mét độ xe gắn máy. Và tiếp tục di chuyển vào trong nữa, chúng ta sẽ tới với lớp cửa chính, lớp cửa gỗ căm xe. Và nhà chúng ta thì thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu, với công năng dụng là khu vực sân đậu xe máy chúng ta đã thấy rồi. Gara xe hơi ở đây khoảng chừng 6 mét này. Chúng ta đậu bừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Phía dưới được ốp gạch bóng kính 80, hai bên tường ốp gạch tường lên cao 1m2. Phía trên là dây ăn tường tranh đá. Và phía bên trên là trần thạch cao, đèn chùm chiếu sáng nha mọi người. Một vị trí rất đẹp, hẻm một xẹt có trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía trên đây là trần thạch cao rất là đẹp và sang trọng. Từ tầng lửng xuống nền gạch Hùng ước tính tầm khoảng 6m nha mọi người. Rất là rộng và cực kỳ là cao thoáng luôn. Khu vực gara xe hơi chúng ta đang thấy đây, nó nằm khoảng chừng 6-7m, thì chúng ta được vừa xe hơi từ 4-7 chỗ nha. Rồi chúng ta sẽ cùng di chuyển vào tham quan không gian bên trong một trong những căn nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này. Khu vực cầu thang thì nằm ở giữa nhà với một cái trụ đá này, có một cái trụ xoay bằng đá cao cấp và tay vịn của gầm xe đang gan kính cường lực 10mm mặt đá hoa cương. Phía bên trong sẽ là không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp thì chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế được gia chủ tặng kèm khi mua. Hai bên tường khu vực bếp thì gia chủ ốp gạch lên cao tới trần, có đèn chùm và có tủ kệ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, rất sang trọng và đẳng cấp. Bên đây là khu vực để tủ lạnh và có một cái máy hút mùi ở bếp và khu vực bồn rửa chén bát cũng như là giá kệ để chén bát. Đây là cái khu vực đặt bếp này, đặt bàn ăn này. Phía sau là giếng trời của căn nhà và phòng vệ sinh. Nhà chúng ta thì có tới 5 phòng vệ sinh nha mọi người. Đây là cái giếng trời phía sau này. Giếng trời phía sau nha mọi người. Và đây là cái phòng vệ sinh cuối nhà. Phòng vệ sinh cuối nhà thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Nhà rất là dài và rộng nha mọi người. Hẻm một xẹt, một trục thẳng đường Quang Trung vào. Đây là Hùng quay từ phía sau ra. Căn nhà phố quá đẹp và lung linh. Giá bán quá mềm so với diện tích của nó. Đây, chúng ta quay ra này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau theo chân Hùng lên trên lầu để tham quan phòng khách trên tầng lửng cũng như là 4 phòng ngủ căn nhà nha quý vị. Chúng ta đang di chuyển lên không gian tầng lửng này. Nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nha mọi người, tầng lửng có vệ sinh luôn. Đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà, một cái tầng lửng khá rộng được tặng kèm bộ sofa và có dây dán tường kết hợp với trần thạch cao. Và bên đây là dàn tủ kệ tivi và tủ để đồ.
Phía sau là khu vực gắn ống máy lạnh và giếng trời, cửa sổ ra giếng trời và phòng vệ sinh ngay tầng lửng cho khách chúng ta sử dụng luôn. Phòng vệ sinh nhìn với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và giá kệ để đồ. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Đây là không gian tầng lửng nha quý vị, tầng lửng căn nhà này. Chúng ta thấy này, quá rộng rãi và đẹp. Chúng ta có thể làm phòng ngủ dành cho người già nếu gia đình mình không có xe hơi. Một trệt, một lửng và ba lầu. Hướng nhà chính tây bắc phù hợp cho quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Quý anh chị đang xem video trực tiếp tại căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện cổng Mercedes-Benz. Từ Mac đi về đây khoảng chừng 300m thôi nha mọi người. Chúng ta đang di chuyển lên tham quan các phòng ngủ căn nhà. Phòng ngủ thì chúng ta có cửa gỗ sồi và tất cả 4 phòng ngủ đều có phòng vệ sinh trong và tủ áo âm tường, cửa sổ ra giếng trời. Đây là phòng vệ sinh phía sau, có máy lạnh được gắn sẵn. Vệ sinh trong, phòng vệ sinh đây nha quý anh chị. Phòng vệ sinh đầy đủ nội thất và khá là rộng rãi. Phòng nào chúng ta cũng có tủ áo âm hết nha mọi người. Chúng ta thiếu giường và chăn ga gối nệm thôi, cũng như là máy lạnh thôi. Chứ nội thất thì chúng ta có nội thất cơ bản rồi. Phòng ngủ phía đằng sau. Rồi, theo trên Hùng chúng ta ra khu vực không gian phòng ngủ phía đằng trước thì chúng ta có tủ áo ở đây này. Và phòng ngủ phía đằng trước rất là rộng. Đây, phòng rất là rộng rãi nha mọi người. Có phòng vệ sinh trong này, ống máy lạnh này, phía trước là ban công và màn rèm cửa. Đây, ban công phía trước của chúng ta đây. Đó, đường trước nhà này. Đối diện nhà mình là một cái trường học mầm non mà chúng ta không có chỗ cửa ra khu vực này nha mọi người. Đây là phòng ngủ số 2. Vệ sinh trong. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên phía đằng trên khu vực không gian phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Hai phòng ngủ phía trên đây thì cũng giống phía dưới nha mọi người. Ta tham quan luôn. Đây chúng ta thấy nó cũng giống y phía dưới thôi. Cũng có vệ sinh trong, cửa sổ ra giếng trời và tủ áo rất là rộng cho phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau cũng khá là rộng nha mọi người. Chúng ta sẽ qua phòng ngủ phía trước. Vị trí căn nhà thì nằm kề bên công viên Làng Hoa, hãng Mercedes-Benz, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng chừng 15 phút đi xe gắn máy và đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 25 đến 30 phút đi xe máy nha mọi người. Rất là thuận tiện cho quý chị chúng ta mua cho con em mình ở, mua cho thuê, mua đầu tư và giá bán 7 tỷ 505 triệu đồng như bên Hùng đưa ra thì còn bớt nha quý chị. Nhà mới sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng ngay trong ngày. Chúng ta vừa xem qua xong 4 phòng ngủ căn nhà và chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà. Trên đây sẽ là khu vực sân thượng sau này. Sân thượng sau chúng ta nhìn thấy này, không mở được cửa nha mọi người. Chúng ta thấy có khu vực để máy giặt, khu vực phơi đồ và đã lợp mái phía trên rồi. Và khu vực không gian phòng thờ đây. Phòng thờ. Cái này mở được nha mọi người. Sân thượng phía trước của chúng ta rất là rộng rãi. Đó. Cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung của chúng ta khoảng chừng từng 100m thôi. Đó, quý anh chị nào quan tâm có thể gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.